Chào các bạn, quay trở lại với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì mình sẽ xin trình bày về cái vấn đề mà đang được rất nhiều bạn quan tâm, thắc mắc, mà nó cũng là cái vấn đề nhức nhối nhất trong vấn đề nuôi dúi của chúng ta. Thì đó là gì? Vấn đề đó là dúi mẹ đẻ ra ăn con hoặc là bỏ con, làm con dúi con chết. Thì dựa vào kinh nghiệm của mình cũng không có nhiều, mà đúc kết được bấy lâu nay, mình không phải đánh đồng, mình không nói mình giỏi, nhưng mà mình xin chia sẻ với các bạn như sau. Cái nguyên nhân thứ nhất là do cái nhiệt độ môi trường quá nóng dẫn đến hiện trạng dúi mẹ đẻ ra thiếu sữa, nóng chết, bỏ con, không cho con bú, dẫn đến con chết. Cái trường hợp thứ hai là do nguồn dinh dưỡng, lúc dúi mẹ mang thai không đủ dinh dưỡng, đẻ ra thiếu chất, dẫn đến dúi mẹ ăn con để bù lại chất. Cái trường hợp thứ ba là do bị stress, do ồn ào môi trường bên ngoài tác động vào, điển hình như là cạch cạch như vậy, hoặc là tiếng ồn cười giỡn của trẻ con, gà gáy hay chó sủa cũng làm một số con dúi hoảng loạn đâm ra ăn con. Theo bản năng của dúi, khi mà nghe tiếng ồn nó sẽ gấp con nó đi giấu, thì vô tình trong lúc gấp như vậy sẽ làm con bị thương, chảy máu, nghe mùi tanh, dúi mẹ liền ăn con. Thì ba nguyên nhân đó là ba nguyên nhân chính mà dẫn đến hiện tượng dúi mẹ bỏ con ăn con. Thì sau đây mình xin hướng dẫn các bạn mới nuôi cách khắc phục như sau để giảm thiểu hiện tượng dúi mẹ ăn con, chỉ mang tính tương đối thôi nha các bạn, chứ còn tuyệt đối thì không thể rồi, dựa vào may mắn nữa. Thì cái cách đầu tiên là hiện trạng dúi bị nóng quá mà dẫn đến ăn con, thì bây giờ chỉ còn cách duy nhất là các bạn có thể lắp hệ thống phun sương xung quanh mái nhà. Nếu các bạn ở vùng quê có cây cối mát mẻ thì nên lắp phun sương ngoài trời, tận dụng cái gió trời để làm tán xạ cái sương nó ra xung quanh chuồng, giảm nhiệt độ trong chuồng xuống, duy trì nhiệt độ đừng quá 30 độ là ok nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn có điều kiện có thể lắp thêm quạt hơi nước hoặc là máy lạnh như mình. Như mình đang môi trường thành phố thì mình phải lắp máy lạnh nè các bạn, duy trì nhiệt độ 28 độ nè. Rồi, tiếp theo sau đó là gì? Là vấn đề thiếu chất. Thì thay vì mỗi ngày đối với một con dúi như vậy là mình sẽ cho ăn một khóm tre và một khẩu khúc mía như vậy, nhưng mà đến khi nó đã vào cái giai đoạn sinh sản thì mình nên tăng cường lượng mía lên nhiều hơn một chút xíu là vậy. Thay vì bình thường là mình chỉ ăn một cái thì bây giờ mình sẽ bổ sung thêm như vậy. Còn bắp thì mình cho 15 đến 20 hạt. Xương bò mình phơi nắng, mình quăng vô thêm cho nó cạp, nó bổ sung canxi. Ngoài ra thì trong quá trình mang bầu một tuần mình cũng có thể bổ sung thêm 1-2 con giun đất để cho nó đủ chất đạm. Còn về cái yếu tố thứ ba là cái tiếng ồn, thì đối với dúi sinh sản có những con nó nết nó rất là tốt, mặc dù môi trường xung quanh ồn ào mà nó vẫn chăm con rất tốt. Còn có những con nó xấu tính, nó nghe ồn ào là nó sẽ gấp con đi giấu, vô tình như vậy nó làm con nó bị thương và nó ăn con nó luôn. Thì các bạn nên làm sao? Là mình phải thiết kế chuồng trại ở một nơi vắng vẻ, hạn chế tiếng ồn xuống mức tối thiểu nhất có thể. Đồng thời lúc nó đẻ ra, một ngày đầu tiên thì các bạn nên bỏ thức ăn nhiều, thật nhiều vào để dự trù cho nó trong 3 ngày tới, là mình sẽ không đá động gì đến cái chuồng của con dúi nái đó, để cho nó ăn thức ăn 3 ngày sau mình mới thay thức ăn mới. Chuồng trại trong một tuần đầu nó đẻ là mấy các bạn không nên dọn luôn nha. Thì đó là kinh nghiệm của mình. Với lại một cái yếu tố rất là quan trọng là đối với những con dúi nái mà nó đẻ ra nó không có cái tố chất là quấn ổ, thì các bạn muốn cứu sống con đó của nó thì nên nhồi thật nhiều rơm hoặc giấy báo vào để cho nó ép nó uống quấn tổ để nó chăm con, chứ mà nó để con nó lăn lộn trên nền chuồng là rất dễ chết, hao hụt. Thì đó là những gì mình đúc kết được. Mình xin hướng dẫn đến các bạn về cái hiện tượng dúi mẹ ăn con. Thì mong là các bạn tham khảo, và các bạn thấy hay thì chia sẻ cho mình cái video này, và đừng quên nhấn kênh nút đăng ký và chuông để nhận được nhiều video mới nhất từ kênh của mình nha. Mình là Trại Dúi Sài Gòn, số điện thoại liên hệ là 0921133878. Mình ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, và đây là những con dúi mới đào của mình nè các bạn. Rồi, nôm na là vậy.
Mình xin kết dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào.